nướng nhá. Vậy tự đi mà nướng ấy. Đâu để ở đấy thôi. Xem được lấy chưa? Cái, làm cái xiên khác ấy. Xem được chưa? Bỏ ra. Chưa. Đặt vào cái que ngáng ở đây này. Tôi chỉ cầm. Thằng Dung, ngáng ngáng cái que vào cái gỗ ra. Cho nó đỡ phải cầm. Mày cầm đây anh ngáy cho. Đấy, sau đây mấy anh em tôi sẽ nướng nướng xúc xích và nướng gà này nhá.